Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lô một cây sơn liễu nha. Hàng mini nha anh chị cô chú. Cái hoành là 5 nha, anh chị cô chú so lại ngón tay giúp em nha. Cao là 17. Còn cái tán ngang, ngang này hết luôn là 30 nha anh chị cô chú. Sơn liễu lá đỏ nha. Cây cực kỳ già luôn nha, nhỏ nhưng già, hàng mini rất già luôn nha. Cho cây tán bay cò lắc nha. Bầu đất xin nhanh chị coi cho. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Cây quá đẹp, hàng mini quá đẹp luôn nha. Cò lắc sáng quạng.